03 vượt lầy nha các bạn. Cũng đang bị mắc lầy ở dưới này nha. Đổi tàn. Đang tìm cách để mà lên trên trên này nha các bạn. Quá trời đất nó dẻo kinh khủng. Tiếp theo nha các bạn. Bây giờ thì anh xe 03 qua kéo tiếp anh này nha. Lại luôn. Xe kia đang chuyển qua để mà kéo tiếp anh này lên nha các bạn. Và đó là chỗ này nó khá là dẻo luôn á. Đất mà đi mà nó hít lên luôn á. Bây giờ kéo lên nha. Mình đang vét mấy cái đất xung quanh. Anh kia da lại các bạn để đấu gào vô kéo lên luôn nha.
chân xuống luôn trời. Rồi anh quay lỗ trong gió ở đây luôn đây các bạn. Không hơi luôn. Xây cái bánh qua mà không được các bạn. Tiếp tục nha các bạn. Tài xế đang đưa cái xe chạy qua phía bên đây để mà kéo lên nha. Đang bộ phía bên kia nha các bạn. Đây hiện tại thì kéo về hướng bên kia các bạn, tại vì cái bánh nó đang đi về hướng bên kia nè. Đã kéo xe ngoan nó không có lên, lên không nổi.
Ơi, lấy cái gạo khẽ đến đầu anh. Vậy rồi, đúng rồi đó. Nhấn cái đít đồng xuống. Lên nha các bạn, tới đây là khỏe rồi nha. Dính sình cái 8 tấn mấy. Đi cho ngoài đây. Ok.